nào thì sẽ hành đúng theo cái bài bài pháp đó đó, cho nên là mỗi bé có 7 bài. Bây giờ Nhị Nguyên sẽ cho các bé đọc cho quý vị xem nha. Rồi bây giờ bài pháp thứ Chi Tâm, lấy lộn của Ngọc Tâm, pháp thứ sáu mới hay nè. Cô Tâm là nó mới có 3 tuổi rưỡi nha quý vị. Vâng, thưa các bạn, như tôi vừa cho các bạn xem một cái đoạn trích trong một cái YouTube của năm chú tiểu thiền em. Trong một cái đoạn trích này, trong đoạn trích này thì nó có ghi một cái đoạn status. Đoạn gì ai biết status thì cái đoạn gì kiểu nó không cần biết, mà nó có ghi như vậy nè: bảy bài pháp giáo dục đã khiến cho các em lễ phép ngoan hiền và đạo đức như bây giờ. Vâng, thì chắc ở đây chúng ta có 420 lượt chia sẻ, 557 bình luận, 2784 thích. Vâng vâng, đây bình luận đi các bạn, bình luận nha, mình coi xem bình luận sau nha. Nghe được 7 bài pháp của các chú tiểu quá xuất sắc, các thầy và cô dạy quá hay, bài nào cũng đầy ý nghĩa. Cảm ơn thầy cô diễn đạt qua bài thật ý nghĩa. Cảm ơn các chú tiểu đã đọc 7 bài pháp quá sắc, các con quá tuyệt vời. Các thầy các cô, các con dạy tốt lắm ạ. Vâng, xin sơ một hai điều thôi. Các con được các thầy cô giáo dục tu luyện đạo đức quá quá tuyệt vời. Chúc gia đình thiền an bên và vũ trụ luôn mạnh khỏe bạn như sống. Thì tất cả các bình luận nhiều lắm các bạn, nhiều lắm, khen chê ổ khen rất là nhiều bạn. Lâu rồi không thấy thầy cũng qua đi học bài pháp nào cũng hay, quá tuyệt vời, xin chúc các thầy cô mạnh khỏe rồi con bé học giỏi. Vâng vâng, các thầy cô xin chúc các thầy cô, đúng rồi, xin cảm ơn một bạn nào đây, xin kính chúc các thầy cô vậy, đúng rồi đó, các thầy cô dạy quá hay. Thì trên tất cả các bình luận 550 mấy bình luận thì có một bình luận có cái nickname là thằng Điêu Đại Hiệp. Nick em này ghi là: tội nghiệp cho các con phải nay lưng ra học diễn để kiếm tiền nuôi ông ruột, cha ruột và mẹ ruột của mình. Còn chỉ có lọt lọt sổ nick em này nó bình luận như vậy thôi. Vậy thì tại sao? Vâng, tôi xin phân tích như sau cho các bạn hiểu. Nick em thằng Điêu Đại Hiệp này là của tôi. Đó, tôi đang nói đấy, tôi là nick em thằng Điêu Đại Hiệp. Trước nick em thằng Điêu Đại Hiệp này là nick em Lê Thanh Ngọc. Phan Lê Thanh Ngọc là cái nickname là bị xóa rồi, xóa rồi thì bây giờ mới tạo nickname mới là thằng Điêu Đại Hiệp. Cho nên có nhiều bạn là fanpage của mình đó, nhiều bạn không nhận ra được, nhiều bạn thì nhận ra được mình tại vì cái cách mình nói chuyện với mình biết đó, thì có nhiều bạn nhận ra, còn nhiều bạn mới theo dõi thì không biết là ai, nhưng mà thằng Điêu Đại Hiệp và Lê Thanh Ngọc là một nha các bạn. Rồi mình sẽ nói liền, mình sẽ phân tích liền trong cái vấn đề này nha. Vâng thưa các bạn, năm năm chú tiểu gì theo đâu anh ơi, 7 bài pháp giáo dục đã khiến cho các em lễ phép ngoài nhà đạo đức như bây giờ. Mình nói thiệt với các bạn, 557 bình luận lên khen, trời ơi các bé ngoan quá, các bé dễ thương quá, các bé học bài hay quá. Cảm ơn các thầy cô đã dạy các bé. Tôi nói thiệt với các bạn, không những năm bé này rất ngoan, rất lễ phép, rất ngoan hiền và rất đạo đức. Không những năm bé này mà những bé ngày xưa mấy chục năm về trước, ví dụ có những bé sinh năm 85, 86, 87, 88, 89 đó, rất là ngoan, cũng ngồi xếp bằng như vậy nè các bạn đó, cũng chắp tay như vậy nè đó, cũng chắp tay, cũng
cũng đọc gì nè các bạn. Bình đó, nó nhiều đó. Nhiều người nói trời ơi các bé ơi, ủa tôi nói thật với các bạn nha, bước chân vô tỉnh đất Bồng Lai thì đừng nói, đừng có bao giờ mà nói cái chữ mà không ngoan, hay là chữ lì, hay là chữ chống đối với cái ông Lê Tùng Vân đó. Tôi nói các bạn nghe, đừng có nói tới những em mà sinh năm 85 hay là những đứa sinh năm 90 rồi, những đứa bé bây giờ, thậm chí những cô chú mái tóc bạc hai thứ tóc, những cô chú cái lứa tuổi mà mình đã tính thời điểm năm 1990 thì những cô chú còn sinh sống trong đó, là lúc đó cái độ tuổi của các cô chú đó là có những cô chú là 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi vẫn phải quỳ gối dưới chân lão tặc Lê Tùng Vân. Các bạn cứ nghĩ đơn giản đi, 80 tuổi mà còn đốt nhang quỳ lại ổng thì hỏi làm gì mà năm đứa nhỏ này nó không quen. Cứ xem Facebook, cứ lên bình luận, trời ơi năm bé ngoan quá mà chả ai hề mà suy nghĩ ra. Ủa tại sao năm đứa nó ngoan như vậy? Và những đứa hồi xưa nó như thế nào? 7 bài pháp giáo dục. Ồ, cái đó chẳng qua là cái chuyện để chế, cái chuyện mà chế ra 1-2 bài, 3-4 bài rồi đem lên quay YouTube. Trong YouTube lòng cái quảng cáo để kiếm tiền, chơi cho vui thôi chứ chả có cái gì gọi là, cái đó gọi là một cái đạo đức giả, một cái giả tạo. Ngày xưa nha, năm có 5 đứa bé này nè, đối với các quý vị, đối với những người hiện tại, là những người của năm 2020 mở cái YouTube lên xem thì chỉ biết mở con mắt ra mà xem thôi, mà chỉ biết phán một câu là các bé ngoan quá. Nhưng đối với những người sinh năm 1950, năm 1960, năm 1970, năm 1980 thì năm cái hình ảnh của chú bé này chính là hình ảnh của những người hồi xưa sống trong tỉnh thất Bồng Lai. Khi các bạn xem hình ảnh này, các bạn nói ồ các bé ngoan quá, các thầy dạy các bé giỏi quá. Nhưng đối với những người đã từng sinh sống trong tỉnh đất Bồng Lai từ 15 năm đổ lên, 20 năm, 30 năm, 40 năm thì hình ảnh này đối với những người đó là một cái hình ảnh tang thương, một cái hình ảnh đau xót, một cái hình xót xa. Nó vô tình gợi lại cái gì? Gợi lại cái những cái mà những hồi xưa họ sống trong đó, họ phải nhịn nhục, họ phải chịu đựng, họ phải giả tạo, họ phải giả dối để được gì? Được ăn, được uống, được ngủ, được to, được cái mặt. Khi các bạn xem tấm hình ảnh chú Tiểu, đối với các bạn đó là một các thầy là một siêu phàm, siêu nhân dạy dỗ. Nhưng đối với những người đã trải qua trong cuộc sống đó, họ coi đó như là một cái hình ảnh khơi lại cái sự mà đau thương tột cùng của họ. Ngày xưa tôi, chính bản thân tôi và những người lớn tuổi khác cũng như các bé bây giờ cũng được cạo đầu, cũng được bạn mặc áo tròn, cũng được đốt nhang quỳ hương, cũng được dạy cho tu hành. Nhưng mục đích dạy của ông ta để làm gì? Có thật sự ông ta dạy dỗ chúng tôi là để cho chúng tôi nên người, cho chúng tôi một cái đạo lý, hay là hướng cho chúng tôi đi một cái con đường khác?
Khi trong một cái tôi bây giờ các bạn thấy năm bé, bây giờ tôi nói đơn giản là các bạn thấy năm bé bây giờ ngồi á, ngồi mà ngoan ngoãn chắp tay rồi. Nhưng mà các bạn nói các bé ngoan quá, đúng rồi ngoan, ngày xưa chúng tôi còn ngoan hơn vậy đó. Ngày xưa mà ổng kêu mà tập hợp, đứa nào mà chậm á, cây lên đầu. À, còn không là ăn đạp, còn nặng nữa, lôi vô một chục người quýnh. Thì hỏi các bạn, đừng có nói mà không ngoan với ngoan. Vô tay lão Lê Tùng Vân rồi là chỉ có ngoan với không ngoan. Ngoan, vô tay lão Lê Tùng Vân rồi là chỉ có phải ngoan chứ đừng có nói cái chữ không ngoan. Tại sao tôi nói vậy? Bằng chứng là nếu mà nói mà cái nơi ở của tỉnh Đắk Bùng Lai mà hồi xưa ở xã Bảo Vĩnh Nha, huyện Bình Chánh á, ra vô rất nhiều người các bạn, nhiều dữ lắm, nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại sao có một người lại ở trong đó thời gian lâu dài, một số người lại ra đi? Nhưng mà bây giờ nè, nếu thật sự mà nói cơ quan chính quyền xuống kiểm tra đi, những người mà sinh sống cùng với lão Lê Tùng Vân cho đến nay, đến năm 2020 nè, tất cả là huyết thống ruột thịt của ông ta hết. Còn chỉ có một số người là không có huyết thống ruột thịt. Tại sao? Tại vì những người đó đã tuyên thệ, quyết thệ, hoặc có một số người là không có chốn nương thân, không còn chỗ đi mới chấp nhận ở đó. Còn những người sớm hiểu biết cái con đường tà đạo của ổng, sớm nhận thức được những cái mà ổng giả tạo, đạo đức giả, là người ta bỏ đi hết. Đâu có ai ngu gì ở lại. Các bạn thấy năm bé cho học 7 bài pháp, các bạn khen hay, khen thầy dạy giỏi. Nhưng có ai biết sau lưng 7 cái bài pháp đó là 7 cái bài gì không? Sau lưng các thầy đó là những việc các thầy làm hay không? Có thật là tôi gọi thầy ở đây là ta, tôi lịch sự á, chứ tôi và tôi là lịch sự gọi là văn minh á, chứ tôi biết những thằng cha ruột mẹ ruột của năm thằng đó đó, xin lỗi, năm đứa bé đó, có chắc là sau lưng cha ruột mẹ ruột nó đạo đức được như vậy không, dạy dỗ như vậy hay không?